Kính chào tất cả quý vị, các anh chị, các bạn cùng các em. Chương trình Nói Với Tôi hôm nay có một cái chủ đề, đó là Virus China. Khi mà chúng ta nghe cái chủ đề China Virus thì nó cũng lấy làm lạ, cũng không biết vì sao và từ đâu mà có cái tên gọi như vậy, và vì sao làm cho cái người Trung Quốc họ nổi giận. Thì thật sự ra thì quý vị biết rằng là về cái vấn đề này là một cái vấn đề lớn, do cái gì? Do những cái vấn đề mà nghi kỵ lẫn nhau giữa những cái nước lớn, những cái nước đàn anh của thế giới, đó là đất nước Hoa Kỳ, và số 2 đó là đất nước Trung Quốc. Thì quý vị biết là hai cái đất nước có nghĩa là hai cái đàn anh thế giới, nhưng mà lại đứng ở hai cái khối, có nghĩa là hai cái khối dựa theo hai cái tư tưởng, hai cái chủ nghĩa khác nhau, cho nên họ có nhiều cái vấn đề chưa có được gọi là hiểu nhau, mà cho thật sự là giống như gọi là cùng một cái lý tưởng, cùng với một cái chủ nghĩa. Từ đó thì quý vị biết là cái vấn đề coronavirus, hoặc là còn có người gọi là COVID-19, thì bây giờ thì nó đã lây lan lên tới gần 160 nước ở trên thế giới. Thì bây giờ thì quý vị biết là cái con số mà người chết nó đã tăng lên rất là cao. Trung Quốc, theo cái thống kê của Trung Quốc thì chỉ có 3.250 người mà phải tử vong bởi vì cái cơn dịch virus, coronavirus, có nghĩa là còn gọi là corona, có nghĩa là virus Trung Quốc. Nhưng quý vị thấy Italia là một cái nước nằm ở bên gọi là châu Âu, đó là một cái nước nhỏ nằm ở ngoài bờ biển, gọi là như là Đại Tây Dương thì phải đó. Nhưng mà họ bị cái gì? Họ vấn đề là đất nước họ là một cái đất nước du lịch, cho nên cái tiềm năng du lịch của Ý là một cái đất nước mà rất là mạnh về cái vấn đề du lịch, cho nên họ là một cái đất nước mà lãnh về cái gọi là hậu quả của cái vấn đề du lịch đó, bởi vì cái sự chậm trễ mà ngăn cản hoặc là cách ly hoặc là coi thường cái vấn đề cái dịch gọi là virus Trung Quốc. Thì hôm nay thì Hùng Nguyễn cũng dựa theo cái trang tin này, cũng dựa theo một cái bài báo mà hiện nay nó đăng ở trên trang gọi là South China Morning Post. Thì cái trang đó là một cái trang báo nói về rất là nhiều về cái gọi là cái thông tin mà vì sao mà chúng ta có cái tên gọi mới, đó là virus Trung Quốc, hoặc là virus Trung Quốc, hoặc là gọi là China virus. Thì Hùng Nguyễn cũng thân mời quý vị vào xem. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 3,
Thì cơn dịch này chỉ còn 3 ngày nữa, 4 ngày nữa là có nghĩa là nó tròn 3 tháng. Bởi vì cơn dịch bắt đầu có nghĩa là tháng 12, nhưng mà cái ngày mà bùng phát của nó thì nếu mà được tính là có nghĩa là ngày 30 âm lịch Tết hoặc là ngày mùng 1 Tết nguyên đáng. Thì quý vị biết là tới nay thì tính ra thì nó cũng gần 3 tháng trọn vẹn. Thì từ đó thì quý vị biết là hiện nay nó làm cho thế giới đảo điên và con người thì lo lắng, sợ sệt khắp nơi trên thế giới chứ không riêng một nước nào. Thì ông Nguyễn cũng thân mời quý vị và các bạn chúng ta vào tìm hiểu thêm về cái vấn đề tại sao có cái tên gọi là China virus hay còn gọi là virus Trung Quốc mà không gọi là COVID-19. Thì cái đó là cũng xin thưa với quý vị, chúng ta phải tìm hiểu thêm qua báo chí. Hồng Nguyễn thân mời quý vị. Chúng ta vào trang để mở một cái trang mới, đó là trang South China Morning Post. South China Morning Post. Thì chúng ta sẽ thấy những cái bài báo nói về vì sao mà người ta lại gọi là con virus đó là virus của Trung Quốc. Sáng nay thì ông Nguyễn thấy một cái bản tin viết về cái vấn đề tại sao mà người Mỹ, Tổng thống Donald Trump lại gọi đó là China virus, để chúng ta tìm hiểu. Trump testing hay governor. Rất là nhiều cái câu chuyện mà nói về cái vấn đề mà coronavirus, mà tại sao người Hoa Kỳ lại gọi đó là con virus Trung Quốc. Thì Hồng Nguyễn cũng muốn trình bày với tất cả quý vị và các bạn theo cái văn hóa của những cái quốc gia mà quý vị biết, cũng của những cái quốc gia nằm ở gọi là theo cái văn hóa của những cái quốc gia nằm ở phía gọi là bên ở một bên, có nghĩa là bên theo văn hóa Đông phương. Thì quý vị biết là văn hóa Đông phương là một cái văn hóa nó rất là khác với cái văn hóa mà nó hướng về phía bên Tây phương. Thì quý vị biết là hai bên hoàn toàn đối lập, rất là khác nhau. Thí dụ quý vị biết là năm 1925 hoặc là 19 hoặc là 25, trong khoảng thời gian đó thì có một cái cơn gọi là dịch bùng phát, cũng là một cơn sốt, một cái cơn dịch bệnh mà rất là nặng, nó làm cho chết tới mấy chục triệu người. Người ta còn gọi cái tên đó, thì nó xuất phát từ châu Âu, thì người ta gọi đó cái cơn đó là cơn bệnh của gọi là Tây Ban Nha, gọi Spain disease, là có nghĩa là từ đó thì cái dịch bệnh đó nó được đặt tên là Tây Ban Nha. Thì cái khối mà
Tây phương á, cái khối mà bên người dân mà nằm ở bên hướng Tây đó, thì người ta lại nhìn cái việc nó khác, trong khi cái người dân mà bên cái phía mà theo văn hóa Đông phương á, thì nhìn cái vụ việc nó lại theo một cái hướng khác. Thí dụ như cái câu chuyện mà người ta Tổng thống Donald Trump mà gọi cái con coronavirus là thế này thế kia đó, coronavirus là xuất phát từ Trung Quốc đó, thì có nghĩa là ông chỉ muốn xác định cái tên gọi đó cho nó chính xác ở một cái khu vực nào đó mà nó đã tạo ra cái mầm mống nó ở khu vực nào. Thì bây giờ quý vị biết rằng cũng làm cho cái chính phủ Trung Quốc rất là khó khăn. Từ đó thì người ta mới dùng cái tên gọi là COVID-19 để có nghĩa là cũng đi trại đi, có nghĩa là giống như để tránh né đi cái tên gọi là con virus đó xuất phát từ Trung Quốc. Bởi vì người Trung Quốc thì người ta lo rất là xa, lo trên hàng chục năm, có nghĩa 50 năm, 100 năm về sau cái tên gọi đó nó không có còn. Người ta nghĩ như vậy. Nhưng mà người Hoa Kỳ thì Tổng thống Donald Trump thì quý vị biết rằng là ông ấy là một cái người mà rất là thực tế, và dù sao cũng là một cái người Tây phương, cho nên người ta nhìn vào cái đó và người ta rất là thực tế, người ta gọi thẳng đó là cái con gọi là virus ở tại Trung Quốc, đó là cái gọi là cái nguồn gốc dịch hạch, dịch tễ hoặc là cái đại dịch nó nằm ở tại cái địa phương đó. Thì quý vị biết là cái vấn đề này thì ở trên Twitter người ta cũng gọi qua gọi lại ở nhau ở trên Twitter thôi, chứ nó cũng không có phải lan tràn ra bên ngoài. Nhưng mà cái vấn đề vì sao mà nó có cái tên gọi đó thì quý vị biết tại sao Tổng thống Donald Trump phải gọi đó là con virus China, là vì quý vị biết đó là có một cái ông mà cũng là quan chức của bên bộ một cái bộ về gọi là thông tin của Trung Quốc. Ông ta là một thứ trưởng, Hùng Nguyễn thì quên tên rồi, nhưng mà ông ấy thì gọi rằng cái con virus đó là do cái quân đội Mỹ họ đến, có nghĩa là họ đến Vũ Hán vào tháng 10 để dự những cái trận đấu mà trong cái vấn đề tổ chức cho các nước quân đội về, có nghĩa là về những cái trận đấu, những cái game mà của quân đội, trong đó có nhiều nước, hình như là cũng có Việt Nam trong đó tham dự nữa. Thì quý vị biết là quân đội Mỹ cũng đến đó tham dự, và từ đó thì ông nói là quân đội Mỹ đã mang cái con virus đến thành phố Vũ Hán đó. Thì từ đó thì Tổng thống Donald Trump mới nghe được cái tin đó, cũng trên Twitter thôi, họ cũng viết với nhau trên Twitter thôi chứ cũng không có một cái bằng chứng gì cho nó. Thì ông đó sau khi phóng viên cũng hỏi, đặt câu hỏi với ông thì ông cũng chẳng có bằng chứng gì hết. Thì ông nói là quân đội Mỹ chỉ mang đến Vũ Hán vào trong những cái trận mà gọi là thi đấu ở đó. Thì quý vị thấy cái câu chuyện đó nó cũng thật sự là hợp lý với cái người Trung Quốc họ suy nghĩ như vậy. Nhưng mà từ đó thì quý vị biết rằng là nó cũng gây ra một cái bức xúc. Thì quý vị biết mạng xã hội bây giờ mà khi mà đưa lên một cái thông tin gì ở trên đó thì người ta sẽ vào xem, và cũng có người này xem, cũng có người kia xem, người ta sẽ có ý kiến. Và từ đó thì có một cái ông senator, là ông này là ở Colorado, thì ông này là một cái ông là thượng nghị sĩ ở tại một cái tiểu bang của Mỹ, thì ông ta mới đưa ra một cái thông tin khác. Ông ta mới nói là cái con virus Vũ Hán này, cái con virus Vũ Hán này là do cái gì? Do những cái phòng thí nghiệm của Trung Quốc nó không có đủ tốt để mà nó gọi là bà, có nghĩa là nó để là cover, có nghĩa là để nó bảo bọc cái con virus, cho nên từ đó thì quý vị biết là cái con virus nó lây lan ra với cộng đồng. Thì quý vị cũng biết rằng là cái trung tâm mà để mà điều chế về khoa học về vi trùng á, của Trung Quốc á, một cái trung tâm về gọi là dữ liệu về những cái gọi là những cái động vật hoang dã, thì trong đó là có đặt tại Vũ Hán á, thì nó chỉ cách nơi mà bùng phát ra cái nạn dịch này chỉ có 18 mai, là có nghĩa là tương đương khoảng chừng 30 cây số, có nghĩa là cái
cái nơi, cái phòng mà thí nghiệm, cái nơi mà tìm hiểu về cái con virus Vũ Hán này á, là có nghĩa là nó cách nơi cái bùng phát cái nạn dịch ra nó chỉ có 30 cây số, thì theo như những cái thống kê đó. Và từ đó thì quý vị biết cái câu chuyện này người ta đã đưa lên báo rất là sớm, bởi vì người ta nói là cái khu vực đó bị một cái trận lụt ở tại thành phố Vũ Hán. Cái viện gọi là nghiên cứu đó do một cái người Trung Quốc làm việc với khoảng cái chừng 4 người, là những cái người là những chuyên gia hàng đầu của thế giới, là những cái người mà có nghĩa là đang lập ra một cái gọi là một cái database, là một cái cơ sở dữ liệu về những cái loài dơi. Thì cái đó là những cái loài dơi, thì những cái loài dơi thì người ta lập những cái cơ sở dữ liệu đó, thì những cái loài dơi đó sẽ trên thân thể nó, loài dơi nó sẽ sống với môi trường thế nào, rồi nó sẽ có virus gì nằm ở trên người nó. Thì cái con coronavirus là được collect trên cái loài dơi, nhưng mà trong cái viện nghiên cứu thì nó bị ngập lụt, cho nên từ đó nó mới làm cho cái vấn đề virus nó lây lan ra với cộng đồng, và từ đó nó trở thành một cái bệnh dịch của toàn cầu. Thì quý vị biết là, nhưng mà khi báo chí hỏi ông ấy có chắc chắn những cái điều ông nói hay không, có bằng chứng gì hay không, thì cũng chẳng có ai có bằng chứng gì cả. Nhưng mà cái này họ chỉ lên mạng để họ đấu võ mồm với nhau thôi. Nhưng bây giờ nó trở thành một cái chuyện lớn của hai quốc gia, đó là quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thì cái đó là quý vị biết, cái mạng xã hội nó cũng có lợi, nhưng mà nhiều khi nó cũng gây ra những cái khó khăn cho cái vấn đề bàn giao giữa những cái quốc gia với nhau. Kính thưa quý vị, các anh chị, các bạn, các em thân mến, thật sự ra thì thế giới không có lúc nào không có chiến tranh. Thì hôm đầu tuần, hôm thứ hai, Hùng Nguyễn có đi đến một cái DBS, là một cái nơi để mà làm giấy tờ hoặc là thay đổi bằng lái. Thì Hùng Nguyễn cũng thay đổi cái bằng lái của mình, nó cũng vừa hết hạn. Thì gặp một cái người, cái chị đó, cái cô đó tầm chắc cũng khoảng chừng 70. Thì nói chuyện thì ngồi cũng một cái cụm của người Việt Nam, thì ồn ào trong một cái khán phòng nơi mà mọi người đang chờ đợi làm giấy. Thì quý vị biết ở đó thì khu vực đó thì cũng chẳng có ai đeo khẩu trang gì cả, chỉ có một người đeo khẩu trang mà thôi. Thì quay qua quay lại thì cô bé đó là cũng là người Việt Nam, chắc cũng có thể là người Việt Nam mới sang Mỹ đang đi làm giấy tờ, cho nên thì nguyên cái khán phòng cũng cả trăm người, thì nhưng mà chỉ thấy có một người đeo khẩu trang, thì nhìn qua thì cô ấy là người Việt Nam hay là người Trung Quốc gì đó thôi, thì chỉ thấy là cũng là dân gốc châu Á. Thì Hùng Nguyễn có nói chuyện với một cái cô lớn tuổi cũng tầm 70, thì cô nói là thường thường thì thế giới thường thường chiến tranh xong rồi mới tới dịch bệnh, nhưng mà lần này á thì thế giới chẳng có chiến tranh nhưng mà lại có dịch bệnh. Thì Hùng Nguyễn mới thấy lạ, Hùng Nguyễn mới trao đổi với cô, nói thế giới cũng đang chiến tranh chứ sao lại không có chiến tranh. Cô nói làm sao có chiến tranh, hiện giờ thế giới rất là bình yên, đâu có chiến tranh gì đâu. Thì Hùng Nguyễn nói có chứ, cái chiến tranh thương mại giữa hai nước Hoa Kỳ và Trung Quốc đó là cũng là một dạng chiến tranh. Thì chiến tranh thì không phải là chỉ có đem gọi là súng đạn để mà bắn giết nhau, mà chiến tranh nó còn có, thí dụ như chiến tranh lạnh cũng là một dạng chiến tranh, người ta cũng đâu có đem súng đạn gì để bắn nhau đâu. Hoặc là chiến tranh vi trùng thì người ta cũng đâu có cần phải đem súng đạn gì bắn nhau đâu. Hoặc là chiến tranh về hóa học thì người ta cũng đâu có cần phải dùng súng đạn đâu, nhưng mà người ta cũng có thể là giết người đến hàng chục năm về sau cũng còn ảnh hưởng. Thí dụ như chất độc màu da cam của Việt Nam là một cái loại chiến tranh hóa học, mà trong cái chiến tranh Việt Nam thì cũng đã ảnh hưởng đến nay trên quê hương chúng ta trên 50 năm, nhưng mà nó cũng vẫn còn ảnh hưởng đến cho người dân rất là lâu.
Bây giờ thì chính phủ Mỹ cũng bỏ ra hàng trăm triệu đô la để tẩy rửa cái gọi là cái khu vực mà gọi là sân bay Biên Hòa. Thì quý vị biết là đến nay thì đã hàng chục năm, đã trên dưới 50 năm mà vẫn còn những cái ảnh hưởng đó. Thì trở lại vấn đề thì Hùng Quyển nói thì cái chiến tranh thương mại cũng là một cái vấn đề chiến tranh. Thì cái chiến tranh thương mại nó cũng gây ra, nó làm cho con người khó chịu, khó khăn thế này, thế kia. Nhưng mà cái chiến tranh thương mại thì nó có cái ưu điểm của nó là nó giúp cho con người ta có nghĩa là từ cái việc xấu có thể là được hoán đổi, được cải hoàn lại để trở thành cái việc tốt. Ví dụ quý vị thấy cái vấn đề cáo buộc cái chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì quý vị thấy là Trung Quốc chỉ làm theo thôi, rồi chống chế, rồi làm theo, rồi chống chế, rồi làm theo. Nhưng mà họ cũng phải làm cho nó phải thật là tốt. Thí dụ như vấn đề gì? Vi phạm bản quyền, vấn đề ăn cắp về sở hữu trí tuệ, vấn đề về gọi là làm những cái vấn đề mà gọi là chơi xấu nhau. Thí vụ dụ như quý vị biết là cán cân thương mại giữa hai nước, giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì một năm nó lên tới 550 tỷ đô la. Nhưng mà Hoa Kỳ thì mua của Trung Quốc thì 550 tỷ, nhưng mà Trung Quốc thì chỉ mua lại của Hoa Kỳ khoảng cái chừng 150 tỷ mà thôi. Thành đi từ đó thì quý vị biết nó làm cho cái cán cân mậu dịch giữa hai cái nước nó không có được đúng như cái vấn đề mà gọi là giao kèo trong cái bộ luật quốc tế, trong cái luật WTO. Thì quý vị biết rồi, đó là những cái vấn đề mà họ gây chiến tranh là từ đó. Thì tổng thống Donald Trump là một cái người mạnh dạn, có nghĩa là ông, bởi vì những cái đời tổng thống Mỹ trước đây không làm được cái điều kiện đó. Bởi vì sao? Thì quý vị biết là những cái đảng phái họ có những cái công ăn việc làm ở tại Trung Quốc, họ đưa những cái sản xuất về đất nước Trung Quốc, có nghĩa là outsourcing. Thì quý vị biết là họ đưa đến nỗi mà Trung Quốc làm gần như là gia công, gần như là cho toàn cả nước Mỹ xài và cả thế giới cùng xài. Thì quý vị biết là những cái chiến dịch đó nó đưa ra nước ngoài, có nghĩa là hoàn toàn từ đó người dân Mỹ cái tỷ lệ thất nghiệp lên rất là cao, và giống như là làm cho Trung Quốc nhiều chục năm phát triển rất là mạnh, và từ đó là Trung Quốc là giàu lên. Nhưng mà quý vị biết là Trung Quốc giàu lên thì nhưng mà Trung Quốc giàu lên nhưng mà ông ta thì cũng không có tốt đẹp được lên. Thí dụ như vấn đề ăn cắp thì cũng rất là nhiều, vấn đề gián điệp sở hữu trí tuệ, ăn cắp sở hữu trí tuệ, làm gián điệp về kinh tế, rồi lại ăn cắp bản quyền, rồi vi phạm sở hữu trí tuệ, và rồi ép buộc những cái công ty phải nhượng quyền những cái vấn đề mà của họ. Thì từ đó thì rồi về vấn đề gian lận thương mại, rồi vấn đề làm cho đồng tiền của họ hạ giá, đồng tiền của họ rồi làm cho thế giới rất là điên đảo. Cũng bởi vì sao? Bởi vì một bên á, thì người ta hướng tới cái thiện, còn một bên á, thì Trung Quốc thì luôn luôn gọi là chống chế để giữ lại cái ác. Thì quý vị thấy đó nó mới xảy ra cái cuộc chiến tranh thương mại mà nó rất lớn lao hiện nay. Và bây giờ thì quý vị biết là chiến tranh thương mại cũng vẫn còn trong dòng chiến tranh. Thì cái cô mà nói chuyện với Hùng Nguyễn, cô nói chiến tranh là phải có giết chóc lẫn nhau chứ sao mà chiến tranh như vậy. Hùng Nguyễn mới tức cười thì mới nói là cũng có những cái loại chiến tranh người ta đâu có cần phải giết chóc lẫn nhau đâu, nhưng nó cũng chiến tranh, cái mục đích của chiến tranh để làm cái gì, vấn đề là cái mục đích của chiến tranh để làm cái gì, chứ không phải là chiến tranh để là mục đích để giết người. Nếu mà cô nhìn vào cái mục đích của chiến tranh để là giết người thì nó chưa có gọi là chính xác 100% với vấn đề cái gọi là cái mục đích để gây chiến tranh. Mà mục đích của cái chiến tranh là muốn giúp cho cái người mà gây chiến tranh thì họ luôn luôn muốn giúp cho cái cuộc chiến đó gọi là thành công càng sớm càng tốt, để chi? Để cái ác thì nó bị đẩy lùi, để cái thiện thì nó được rộng rãi, được đỡ rộ ra, giống như là cái sự lây lan của virus. Nhưng mà thực sự ra thì chiến tranh thương mại thì nó lây lan nó không có bằng virus.
Thương mại thì thật sự ra chiến tranh thương mại thì nó chỉ ảnh hưởng một số nước châu Á, trong đó là có Việt Nam cũng được hưởng lợi, ảnh hưởng cái tốt, rồi như Hàn Quốc, như Nhật Bản thì ảnh hưởng nhưng mà lại hơi thiệt hại một chút xíu, rồi Trung Quốc là cái nước mà thiệt hại rất là nhiều bởi vì hàng ngàn công ty ở tại Trung Quốc phải dời đi qua những cái nước khác hoặc là rút về cái gọi là bản xứ, đó là Hoa Kỳ. Thì từ đó thì quý vị biết là cái chiến tranh thương mại hiện nay nó cũng đã xảy ra và nó cũng còn âm ỉ. Và bây giờ thì dịch bệnh lại xảy ra. Có nghĩa là tại vì sao? Bởi vì cô xem vào những cái chuyện giống như tại vì những cái kinh nghiệm của các cô là ngày xưa thì nó phải có cái chiến tranh rồi sau đó nó mới có dịch bệnh. Thì bây giờ thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là cũng đã có chiến tranh và bây giờ có dịch bệnh. Thì quý vị biết là cái cơn dịch bệnh này là nặng nhất là nằm ở tại Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ thì Trung Quốc trở thành số 2. Cái vấn đề về ảnh hưởng, vấn đề dịch bệnh, Ý mới là cái nước mà có đông người phải tử vong nhất về cái vấn đề dịch bệnh hiện nay, chứ không phải là Trung Quốc. Bởi vì từ đó thì chúng ta sẽ xem một số những cái thống kê về cái vấn đề dịch bệnh hiện nay ở trên khắp thế giới. Hùng Nguyễn cũng thân mời quý vị tìm hiểu thêm. Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hương dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm. Từ Nam ra ngoài Bắc bao tên nối liền. Là hoa, tôi nở tình yêu ban sơ, cùng muôn trái tim ngất ngây hòa bình. Là bay theo làn gió, tôi bay khắp trời, nhìn xưa hoài hùng đó nên xin tiếp lời. Là người, xin một lần khi nắm xuống. Tôi sẽ
cùng anh em. Kính thưa quý vị, các anh chị, các bạn, cùng các em. Thật sự ra thì bây giờ chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm một chút xíu về cái vấn đề China virus. Hùng Nguyễn cũng thân mời quý vị vào trang mạng Google. Chúng ta chỉ cần vào Google, chúng ta đánh cái chữ là China virus thì chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin. Để cập nhật cái thông tin của khắp thế giới thì xin lỗi quý vị. Thì chúng ta sẽ có những cái thông tin nó cập nhật rất là thường xuyên. Có nghĩa là cái thông tin này cập nhật vào lúc 13 giờ 29 giờ RMT. Và có nghĩa là giờ này là nằm ở là cũng đã vào 1 giờ ngày 20 tháng 3. Thì quý vị thấy toàn thế giới thì hiện nay có 254.701 ca. Đó, chết hết 10.447 ca và 89.071 ca thì đã được gọi là phục hồi. Trở lại, khỏe mạnh trở lại. Thì đây là cũng là những cái vấn đề mà rất là tốt. Rồi bây giờ những cái active case, những cái ca mà hiện bây giờ là nó đang có cái gọi là vấn đề gọi là dương tính á, thì bây giờ thì nó người ta đang mean condition là mới nhẹ thôi, có nghĩa là mới dính thôi với virus thôi, và nặng nó tới 7.000, nhẹ, trung bình nhẹ đó thì 147.717 ca, chiếm 95%, nhưng mà nặng á, thì nó lên tới 7.466 người hiện nay. Và những cái ca mà đã thành công rồi, đã chữa trị thành công rồi á, là có nghĩa là nó 889.071 người thì đã được chữa trị thành công là 90%, chết hết 10.447 người, có nghĩa là chết hết 10%. Thì quý vị thấy có nghĩa là cứ 100 người, theo cái thống kê của thế giới, cứ 100 người thì có thể là phải chết tới 10 người. Đó, thì từ hôm nay thì người ta đã có những cái con thống kê rất là lớn, rất là rõ ràng. Ở đây là những cái thông số của một số nước mà hiện nay, thì quý vị biết là hiện nay nó có xảy ra. Thì đây là những cái thông số báo về ở tại Trung Quốc là tổng cộng là 80.967 ca và có 39 ca mới. Thì hiện bây giờ là tổng cộng người chết thì 3.248 ca, có 3 cái ca mới chết. Đó. Thì có 3 ca mới chết là cũng do cái gì? Do nhiễm virus corona. Họ đã recover là có nghĩa là phục hồi được 71.150. Và hiện nay thì những cái ca dương tính cũng còn 6.569 ca. Và tới 2.136 ca là có nghĩa là đang, có nghĩa là nguy hiểm. Và ở top đầu, top kê, có nghĩa là ở top đầu. Rồi tới đất nước của Italia. Italia thì chỉ có 41.035 kê thôi, tổng cộng thôi, nhưng mà đã chết tới 3.405 người. Đó, chỉ recovery được chỉ recover được chỉ có 4.400 ca mà thôi. Đó. Còn hiện nay là còn dương tính tới 33.190 ca. Đó, mà nguy hiểm thì nó gần 2.500 ca. Đó, thì quý vị biết là nó cũng là top 2. Và Tây Ban Nha,
Tây Ban Nha thì hiện nay là 19.980 người bị, và những cái ca mới thì nó tới 1.963 ca, và tổng cộng thì họ chết hết 1.002 người, và có thêm 171 ca mới chết. Đó, thì quý vị thấy rất là ớn. Iran thì hiện nay Iran thì con số còn rất là cao hơn là Tây Ban Nha nữa. Thì hiện nay thì mới đây thì họ có thêm 149 người mới mất nữa. Ở Đức thì có 3 ca, 17.000 ca. Mà New ca thì nó tới 2.052 ca, và có 3 người mới chết. Tổng cộng 47 người chết. Thì quý vị thấy nó rất là khủng khiếp. Ở tại Hà Lan thì quý vị biết là những cái nước này là những cái nước người ta rất là khi dễ cái dịch bệnh coronavirus. Người ta không có đeo khẩu trang, người ta không có làm theo những cái hướng dẫn về cái gọi là phòng chống coronavirus. Bởi vì sao? Bởi vì tiền sử thì họ có rất là nhiều cái vấn đề về bệnh dịch, giống như bệnh cúm. Những cái nước lạnh thì thường thường họ có bệnh cúm. Mà bệnh cúm thì nó diễn ra cũng rất là ác liệt. Nó cũng gây ra tử vong rất là cao. Cho nên người ta cũng nghĩ rằng là corona thì bất quá cũng giống như bệnh cúm mà thôi. Nhưng mà không ngờ rằng thì corona này nó còn dữ hơn bệnh cúm nữa. Bệnh cúm hàng năm ở tại Hoa Kỳ thì cũng làm chết hơn 10.000 người. Nhưng mà quý vị biết rằng con số mà 10.000 người như vậy, nhưng mà nó không có ảnh hưởng vào kinh tế. Thì quý vị biết là những người mà chết vào bệnh cúm thì nó không có ảnh hưởng vào kinh tế. Mà trong khi coronavirus thì nó ảnh hưởng vào kinh tế, nó ảnh hưởng đủ mọi khía cạnh đời sống hết. Nó ảnh hưởng đủ thứ hết, kể cả gọi là hoạt động, vui chơi, giải trí, hoặc là làm việc, hoặc là sản xuất, hoặc là đủ thứ hết. Thì nó ảnh hưởng rất là nặng. Bởi vì quý vị biết rằng là Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra những cái gói cứu trợ rất là lớn lao hiện nay. Thì theo thông tin mà gọi là mọi người cũng kháo nhau, là có nghĩa là mỗi người đều được, mỗi người dân Hoa Kỳ, nếu mà gia đình có hộ, gia đình mà có cái thu nhập mà dưới 65.000 thì cũng được giúp đỡ gần đến 1.000 đồng. Thì cái đó là những cái thông tin mà theo như báo đài của Việt Nam, báo đài của Hoa Kỳ cũng đã thông báo rất là nhiều. Thì chúng ta thấy đây là một cái vấn đề trợ giúp của chính phủ để mà kích cầu kinh tế sau cái nạn dịch coronavirus. Bây giờ người ta chưa có cho đâu quý vị, có nghĩa là chừng nào, có nghĩa là cho mà sớm nhất là cũng phải lên tới giữa tháng 4 hoặc là tới đầu tháng 5 thì đi người ta mới cho. Chứ bây giờ chính phủ cũng chưa có cho liền mà cũng chờ, có nghĩa là để mà kích cầu kinh tế. Chứ bây giờ mà đang dịch mà cho nó tiền thì nó cũng đâu có làm cái gì đâu, nó cũng đâu dám đi ra ngoài để mà mua hàng hoặc là ăn xài đâu. Thành đi phải chờ, ít nhất là dịch bệnh cũng phải gia giảm, thì từ đó thì chính phủ mới rót tiền về cho dân chúng với hai cái điều kiện là cách nhau nửa tháng. Thì từ đó thì quý vị biết câu chuyện này là một cái câu chuyện mà cũng rất là lâm ly, bi đát. Thì cũng dựa theo bản tin này thì chúng ta xem coi Việt Nam hiện nay thì có bao nhiêu ca. Đó, thì khu vực mà gọi là Đông Nam Á là Việt Nam là một trong những cái nước mà tuyệt vời nhất. Hiện nay là Việt Nam đã có 91 ca rồi nha quý vị. Là có thêm 6 ca mới và không có ca nào chết cả. Mà tổng cộng thì đã cứu được 17 ca. Và những cái ca dương tính hiện nay là tới 74 ca dương tính. Có nghĩa là cái tỷ lệ thì nó chưa tới 1%. Ở tại thì Việt Nam thì nếu như vậy thì Việt Nam quá tuyệt rồi. Việt Nam còn tuyệt hơn là Đài Loan. Đài Loan thì tới 135 ca, có 27 ca mới. Thì quý vị biết rằng là những cái người mà hết, những cái người mà đã gọi là được phục hồi rồi thì người ta cũng vẫn phải bị bệnh, nhiều khi người ta cũng vẫn bệnh trở lại. Thì từ đó thì quý vị cũng nên để ý. Và có một người chết tại Đài Loan thì được có một người chết. Thì hiện nay thì có 105 ca đang bị dương tính. Thì vậy là có nghĩa là theo tính ra là tỷ lệ là 6%. Rất là nhiều những cái nước, quý vị thấy có những cái nước mà nhỏ xíu thôi nhưng mà tỷ lệ người tử vong cũng rất là cao.
Campos là kế bên Việt Nam, Cambodia là 47 ca, mới có thêm là 10 ca mới, có nghĩa là chỉ recover là chỉ được có 1 ca thôi, còn hiện nay là đang dương tính 46 ca. Cái y tế của, cũng tức cười, không biết là y tế của Campuchia thế nào mà có 47 ca mà mới, gọi là mới cứu được có 1 ca thôi. Còn 46 ca thì cũng vẫn còn nằm y nguyên. Hiện nay là Campuchia là một cái đất nước mà có nghĩa là cái bệnh gọi là chữa bệnh tới nay là virus là tới nay mà chưa có phát hiện được nhiều và cũng chưa có chữa cho ai được. Có nghĩa trong cái bảng mà gọi là recover, recover là để mà phục hồi á, thì cũng không có ca nào. Thì cái đó là một cái vấn đề cũng tí làm lạ cho cái đất nước gọi là lân cận Việt Nam, bạn bè quốc tế. Kế tiếp thì chúng ta tìm hiểu thêm một chút xíu nữa trên cái trang mạng Houston Chronicle. Đây là một cái bản tin mà quý vị biết là cái bản tin này nó chỉ có giá trị ở trong cái khu vực thành phố Houston mà thôi. Thì người ta nó hỏi rằng cái điều gì mà chúng ta đã học được từ gọi là khi mà có 50 cái ca nhiễm lây nhiễm đầu tiên ở tại thành phố Houston là những cái vùng lân cận. Thì bây giờ chính phủ đã mở ra rất là nhiều những cái nơi để mà test và có để cho chúng ta có thể là đến test những cái nếu mà chúng ta có nghi ngờ về cái dịch bệnh mà mình mắc phải thì hoàn toàn miễn phí. Thì hiện nay Houston cũng mở ra nhiều nơi để mà cho mọi người có thể là đến để mà test. Thì quý vị biết là những cái trường đại học của Hoa Kỳ hiện nay cũng đang có những cái ca virus nó lây nhiễm trong cái gọi là trong cái sinh viên. Thì đó, thì bởi vì người ta cũng đang nghi ngờ cái trường Texas A&M Tiếu Đình. Có nghĩa Texas A&M, quý vị biết là có những cái trường đại học họ cũng không có nghỉ, cũng chưa có nghỉ. Thì hôm nay thì cái bài báo này hôm 19 tháng 3, có những cái trường đại học mà nhỏ nhỏ người ta không nghỉ, nhưng mà những cái trường đại học lớn thì người ta nghỉ. Quý vị cũng biết rằng là bên Florida thì người ta cũng vẫn sinh hoạt bình thường. Tại vì cái tiểu bang của người ta là một cái tiểu bang mà gọi là quý vị biết là tiểu bang Florida là một cái tiểu bang nắng rất là lớn, rất là cao, một cái tiểu bang nắng ấm. Cho nên người ta không có tuân thủ mà gọi là triệt để. Thành đi từ đó thì mọi người cũng đi tắm biển, cũng đi gọi là giữ những cái đi chơi rồi cũng đi sinh hoạt xung quanh với nhau. Họ cũng rất là bình thường ở bên Florida. Thì quý vị biết là chút xíu chúng ta cũng xem thử coi nước Mỹ thì bên tiểu bang Florida thì cái dịch bệnh nó đã tiến triển, nó đã phát triển, nó đã lây lan ở bên đó nó thế nào. Còn bây giờ là chúng ta đọc cái thông tin ở của cái gọi là Texas A&M là một cái trường đại học. Texas A&M trường đại học Tiếu Đình đã những người sinh viên đã test nó đã dương tính bởi vì cái con virus mới COVID-19 mang đến tổng cộng cái số kê ở Brazos County. Vậy có nghĩa là trường Texas A&M nó nằm ở trên một cái quận có tên là Brazos, where the university resides to four. Có nghĩa là 4 người ở tại đó. Có nghĩa là 4 người ở tại đó bị nhiễm là những cái sinh viên ở tại trường Texas A&M. Texas A&M resident là có người có tên là Michael Keyon đã viết một cái lá thư đến với cái trường đại học và ở tại cái quận hạt về cái văn phòng về sức khỏe để thông báo là những cái trường học đó là nơi những cái phụ nữ gọi là nữ sinh đã có nghĩa là cô ấy đã tiếp xúc hơn 20 người sau khi cô ta đi đến New York, travel đến New York.
trong một cái vấn đề của những cái trường đại học đã được cam kết, đó là cô ấy thì không có trở lại campus sau khi cô ấy không có trở lại trường sau khi sau cái chuyến đi đó. Thì quý vị biết là có một cái sinh viên ở tại trường đó, một cô gái, cổ đi, cổ dự một cái lễ hội ở tại New York. Và New York hiện nay là quý vị biết rằng là nó là một cái tiểu bang mà cái con số người lây nhiễm là cao nhất của Hoa Kỳ. Thì cô ta về thì cô ta mới không có trở lại trường, nhưng mà cô ta đã đi liên tiếp để mà có nghĩa là tiếp tục lại gọi là gặp gỡ thêm 20 người khác nữa. Thì đây là những cái vấn đề mà đang lây lan, đang thì quý vị biết là trường đại học gọi là Texas, gọi là United, no, gọi là University of Texas, là có nghĩa là trường đại học ở dưới Austin, thì cũng đã cho sinh viên nghỉ. Bởi vì sao? Bởi vì bà vợ của ông chủ tịch đi cũng đi New York về rồi cũng bị dương tính về coronavirus. Là từ đó thì quý vị biết, thì từ đó thì ổng cũng viết ra, gọi là ban hành ra luôn là đóng nghỉ luôn, có nghĩa là nghỉ luôn hết cả một cái semester này. Thì cái quý vị biết là nguyên cái semester này thì nó tới là cuối tháng 5 thì nó mới xong. Thì ông ta là cũng cho sinh viên bây giờ nghỉ spring break rồi nghỉ thêm một tuần nữa cho nó ổn định, và tiếp tục sau đó thì sẽ trở lại học ở trên online, có nghĩa là cho hết cái mùa gọi là mùa năm nay. Thì đây là những cái câu chuyện mà của ở tại Houston, những cái vùng gọi là tại thành phố, những cái thành phố ở tại Houston, ở tại Texas. Ở đây là có một cái sinh viên đó, thì quý vị biết là bây giờ những cái trường này họ cũng đóng cửa hết rồi, có nghĩa là không còn để mà cho hoạt động nữa bởi vì sự lây lan của, thì quý vị biết rằng là nó cũng khổ một cái là một cái đại bộ phận của người dân ở tại Hoa Kỳ người ta nấu ăn rất là ít, mà bây giờ thì quý vị biết là hàng quán ở tại Hoa Kỳ thì không có cho tập trung đông đúc, chỉ có mua về nhà hoặc là chỉ mua rồi xong ở đó người ta di chuyển tới mang tới cho mà ăn uống thôi. Cho nên để mà tránh đi cái cơn bệnh này thì người ta phải ở nhà, và ở nhà là một cái vũ khí mà tốt nhất để mà tránh cái lây lan, để mà phòng dịch cái bệnh mà gọi là virus mà Trung Quốc. Thì cái đó là do những cái bác sĩ khuyên, chúng ta đừng có thấy mà nói rằng là thôi bây giờ thì không có vấn đề gì thì đi ra ngoài chơi rồi hoặc là đi bù khú ở nơi này nơi nọ dẫn gia đình đi, thì quý vị biết là cái nguy cơ lây nhiễm rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì trên những cái ghế, những cái băng, những cái nơi mà gọi là sinh hoạt công cộng thì nó cũng, đó là những cái nơi mà nó cũng có thể là lây lan cái virus nếu mà chúng ta không cẩn thận. Thì từ đó thì quý vị biết cái vấn đề này hiện nay nó rất là khó khăn, dữ dội. Thì quý vị biết là thành phố mà Las Vegas là một cái thành phố mà xung quanh cái gọi là xung quanh mà cái ánh đèn, có nghĩa là thành phố là không có bao giờ ngủ, mà bây giờ thì người ta cũng tắt đèn tối om. Bởi vì sao? Thì quý vị biết là bây giờ thì thành phố họ cũng phải nghỉ, không có dám mà gọi là mở lên bởi vì cái vấn đề mà virus corona nó tấn công. Thì cái trang mạng CDC của Hoa Kỳ, thì quý vị biết CDC.gov mình là một cái trang mạng CDC đây. CDC.gov là một cái trang mạng của Hoa Kỳ, nơi có rất là nhiều thông báo, nơi hướng dẫn cho mọi người, gọi là nếu mà ai có những cái triệu chứng gì
thì nên dựa theo cái trang web đó để mà có thể là tìm hiểu thêm để mà trị bệnh cho nó đúng cách là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là biết những cái nơi nào để mà có thể là liên lạc nếu mà quý vị mắc phải cái cơn virus corona đó. Và trên này thì nó cũng có những cái thông báo về cái coronavirus. Thì đây là quý vị biết ở đây, nếu mà ai mà không biết, thí dụ như có nghi ngờ về những cái vấn đề gì gọi là cái tình trạng coronavirus trong con người mình, thì ở đây nó cũng có, một là có cảm sốt nè, hai là ho, cái thứ ba là gọi là hơi thở nó bị ngắt quãng, thì cái đó là coi chừng đó là sốt, một là sốt, hai là ho, và cái thứ ba là hơi thở nó không có đều, nó bị ngắt quãng, thì chúng ta biết rằng đó là nó bị lây lan cái coronavirus rồi. Bởi vì nên đến những cái trung tâm để mà điều trị lập tức, hoặc là liên lạc với những cái nơi đó để mà chúng ta có thể là điều trị. Ở tại Hoa Kỳ thì hiện nay thì điều trị được miễn phí. Thì đây, tiểu bang New York hiện nay là có 4.597 ca. Toàn nước Mỹ thì có khoảng chừng 10.000 ca, nhưng mà ở tại New York đã phân nửa rồi. Quý vị thấy không? New York với Seattle thì nó cũng lên tới 1.187 ca. Seattle thì nhẹ. Rồi còn cái California thì có 657 thôi. Ở Florida thì cũng 299 ca. Ở tại Louisiana 261 ca, một cái tiểu bang kế bên gọi là đó là tiểu bang Mississippi, nơi gia đình của Hùng Nguyễn ở, thì cũng có 50 ca. Và quý vị biết là những cái ca nào, những cái nơi nào mà ít nhất là cũng có được mười mấy ca, mà toàn nước Mỹ hiện nay thì cũng có 10.000 ca, trên 10.000 ca. Thì quý vị biết đây là những cái thông số mà do cái chính phủ đưa lên đây để chúng ta tìm hiểu thêm, thì từ đó thì để mà phòng chống cái vấn đề này được hiệu quả thì chúng ta nên nghe những cái lời dặn của những cái người chuyên gia. Vì sao? Nếu mà chúng ta không có hiểu biết tốt để mà phòng chống cái nạn lây lan của virus này thì nó cũng là một cái điều đáng tiếc. Kế tiếp thì Hùng Nguyễn cũng có một cái thư, mà một cái thư này nghe cũng đau lòng, thì cũng đọc lên đây để cho quý vị biết. Một cái bản tin này nó đến từ nước Ý, có tên là lá thư đến từ nước Ý. Bình an cho mọi người, chúng tôi sống ở Milan. Tôi sẽ chia với bạn, giải thích cho bạn cuộc sống ở Milan ra sao. Trong những ngày khó khăn này, tôi nghĩ bạn nên học hỏi những sai lầm và hậu quả của chúng tôi khi sống ở đây. Chúng tôi hiện nay đang bị cách ly. Chúng tôi không xuống đường, cảnh sát liên tục di chuyển và bắt giữ bất cứ ai bên ngoài nhà họ. Mọi thứ kết thúc rồi. Kinh doanh, trung tâm thương mại, cửa hàng, tất cả các đường phố mà không lưu chuyển. Cảm giác về ngày tận cùng của thế giới, nước Ý, đất nước của cuộc sống sống động, được chuyển đổi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Như thể nó là đất nước của một chiến tranh đen tối. Mọi người bối rối, buồn bã, lo lắng, bất lực. Thì quý vị cũng biết rằng là cái vấn đề này thì nó khó khăn rồi. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đã quen sống với cái gọi là thoải mái rồi, mà bây giờ cách ly 14 ngày thì quý vị biết là ai mà chịu nổi. Nhưng mà quý vị biết rằng là những cái người mà bị cách ly, những cái người bị bệnh, bị cách ly, thì cái đó là do người ta phải phòng chống cho cái bản thân của người ta. Còn những cái người mà không bệnh như Hùng Nguyễn đây cũng giống như bị cách ly thôi. Tại vì bây giờ ra đường thì cũng đâu có ai, bạn bè cũng đi rủ đi uống cà phê cũng không ai dám đi, rủ đi ăn uống thì cũng chẳng có ai đi, rồi chỉ nói chuyện với nhau qua phone thôi, chứ bây giờ đâu có còn những cái sinh hoạt gì cho nó rõ ràng nữa. Ra đường thì nó vắng, xe chạy rất là ít, chỉ những cái việc mà cần thiết lắm thì mới đi thôi, chứ còn đâu có, thành đi cứ ở nhà thui thủi. Thật sự là quý vị
chỉ có 14 ngày thôi. Còn chúng tôi thì bị còn nhiều hơn 14 ngày. Bởi vì sao? Bởi vì những cái thông tin đó nó liên tục phát ra và mọi người thì cứ bị ảnh hưởng. Và từ đó thì mình không bị cách ly, nhưng mà cuối cùng thì cũng giống như đang bị cách ly. Thì kế tiếp cái câu chuyện này, để cho kết thúc câu chuyện, thì Hùng Nguyễn cũng có một cái video clip trích xuất từ trang BBC về cái vấn đề, những cái vấn đề về những cái vị bác sĩ, những cái người có uy tín nói chuyện ở trên trang mạng BBC gọi là với nhau. Ngày hôm qua thì Hùng Nguyễn cũng chia sẻ lên với các bạn ở đây để mà chúng ta cùng tìm hiểu thêm cái vì sao mà Tổng thống Donald Trump phải gọi đó là cái con mà virus mà gọi là Trung Quốc. Nó có đúng hay không? Chúng ta đồng ý hay là không đồng ý? Và tại sao chúng ta có người thì gọi là corona gì là COVID-19, thì cái đó là tên gọi của những cái từ khoa học theo cái tên của cái tên gọi của cái dịch bệnh. Còn cái tên gọi của dân gian thì Tổng thống Donald Trump gọi ngay đó là con virus China, có nghĩa là virus Trung Quốc. Thì Hùng Nguyễn cũng mời quý vị xem một cái đoạn phim của đài BBC phát ra sau đây. Và rất là vui được tiếp chuyện với các bạn trong cái video clip này. Trao đổi cập nhật về tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam cũng như là cả châu Âu. Và các bạn có thể thấy là chúng tôi đang làm chương trình này từ nhà riêng chứ không phải là từ studio của BBC như mọi khi. Tại sao ạ? Đó là bởi vì có thể các bạn đã theo dõi là trong những ngày gần đây thì chính phủ Anh có những cái thay đổi rất lớn về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, và một trong những điều mà Thủ tướng Boris Johnson cũng như là chính phủ khuyên tất cả người dân Anh là nên thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, trong đó có làm việc tại nhà tối đa đối với những ai có thể. Vì thế cho nên là nhóm chúng tôi quyết định là sẽ tiếp tục làm chương trình nhưng mà làm từ nhà thay là vì làm từ studio của BBC. Và tham gia chương trình ngày hôm nay thì có hai vị khách mời. Trước hết là có chị Vũ Anh từ tham gia từ Hà Nội, và chị Vũ Anh có thể giới thiệu đôi lời cùng khán giả không ạ? Vâng, xin kính chào với quý giả của BBC Indonesia. Tôi là Hoàng Tú Anh, tôi là bác sĩ ở Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số Hà Nội, và tôi cũng là nghiên cứu sinh của trường Đại học Tổng hợp Amsterdam, Hà Lan. Vâng, xin cảm ơn chị Tú Anh ạ. Và khách thứ hai là đại biểu của tôi, nhà báo Nguyễn Gia từ BBC News tiếng Việt. Xin anh Gia có thể chào quý vị khán giả được không ạ? Vâng, tôi xin hỏi quý vị rằng khi nào tôi là tôi không còn là người lân đần nữa, vì đã không được vào lân đần đi làm như thể hiểu về tòa nhà 6.000 nhân viên của BBC và là New York Casting House ở trung tâm lân đần ấy đã bị giảm cơ số, không phải đóng mà giảm cơ số, và chúng tôi yêu cầu là làm hạn chế. Thế nên toàn ban tiếng Việt cũng các ban ngôn ngữ khác là gần như là làm việc tại nhà qua các hệ thống mạng. Hiện nay tôi đang ở dưới Kent, là cái tỉnh ở phía đông nam nước Anh, đi vào lần mất khoảng 45 phút xe lửa, và sáng nay thì được tin là hệ thống xe lửa từ Kent vào lần đã giảm tối đa chỉ còn vài tiếng một ngày. Hệ thống metro, tức là cái đường ngầm hay là tuyến chủ của lần đần thì cũng đóng 40 trạm chính ở quận 1 và quận 2, tức là quận 1 quận 2, thì chứng tỏ là chính phủ Anh có lẽ là đang chuẩn bị cho những bước tiếp theo nào đó, và chúng ta sẽ cố gắng cập nhật cho người Việt Nam tại Anh cũng như ở châu Âu hay là Việt Nam được biết. Vâng, cảm ơn anh Vũ Gia ạ. Nhưng mà ở phần đầu của chương trình thì có lẽ là Minh Tư sẽ chuyển ngay câu hỏi đến cho chị Tú Anh ạ. Vâng, thưa chị Tú Anh, thì trong thời gian vừa qua rất nhiều người đánh giá là Việt Nam đã làm cho đến giờ phút này là rất tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Thế nhưng gần đây thì có những cái diễn biến rất là phức tạp, nhất là khi mà có làn sóng rất đông những người từ nước ngoài trở về Việt Nam. Vậy thì gần đây
Thủ tướng Vũ Đức Đam có kêu gọi là chúng ta sẽ làm lại từ đầu, và chúng ta có tầm 4 cho đến 6 ngày nữa để nó chuyển từ cái giai đoạn là 76 ca, tức là số ca nhiễm dương tính với COVID-19 mà đang phát hiện nay, lên đến mức từ 10 đến 500 ca, và có khoảng có lên đến 2 ngày sau đó để mà lên đến mức là 1.000 cho đến 5.000 ca. Nên là rất cần mọi người hạn chế đi lại một tuần để biểu hiện tâm sàng hết và quay lại. Vậy thì chị có thể bình luận về cái chiến lược và những cái thay đổi này, những cái bước chuẩn bị này của Việt Nam được không ạ? Rất là cảm ơn cái câu hỏi của chị. Thực ra thì tôi cũng rất là đồng ý với cả cái quan sát đó, tức là cái thời gian vừa rồi khi mà Việt Nam kiểm soát cái 16 ca đầu tiên ấy, thì tôi nghĩ là một cái cực kỳ thành công, và với những cái chiến lược mà rất là mạnh, và tôi cũng có cái đi dự được tham gia cái tọa đàm với VC đầu tiên nói về cái đáp ứng của Việt Nam đối với cả dịch corona, thì lúc đấy ngay lúc đấy tôi đã khẳng định là có lẽ là chưa lần nào nó có dịch mà tôi thấy có cái sự vào cuộc mạnh mẽ như thế của chính phủ, với cả sự tham gia của rất nhiều các ban ngành, và đồng thời là cái sự tham gia của gần như là toàn dân vào cái việc phòng dịch. Thế nhưng mà bắt đầu từ cái đợt sau này thì là nó diễn biến phức tạp hơn rất là nhiều, bởi vì là như cũng như là trong một cái bài nói của Phó Thủ tướng cũng đang thấy là quốc chúng ta chỉ đánh ra từng thôi, nhưng bây giờ là về từ khắp nơi, thì cho nên là cái việc sát rất là nhiều. Tuy nhiên thì Việt Nam với cả là của anh con lại là tương tự tương ái, thì tôi nghĩ là cái nghĩa của cái mà tôi rất là cảm động khi đọc cái bài vừa rồi của con vừa đưa ra, tức là cái còn lại là cho đến giờ phút nào thì vẫn cứ đón mọi người về. Và có lẽ là Việt Nam cũng thấy là một trong những cái nước mà rất là đặc biệt, là khi những cái người dân ở ngoài về, kể cả cái nhóm khi mà đó những cái vùng có dịch như là cái người ở Hà Nội về hay là các nơi khác, thì không hề có một cái của người dân ở trong này. Còn các nước khác khi mà nói về có rất nhiều con biểu tình, thì tôi nghĩ đấy là những cái mà phải nói rất xúc động cho cái chiến dịch của Việt Nam. Và rõ ràng là bây giờ mọi người đều thấy là phải nỗ lực để mà chặn, và sau đến bây giờ thì những cái chiến lược Việt Nam đang làm đấy là phát hiện sớm, điều trị sớm, khoanh vùng dịch và cách ly, thì tôi vẫn nghĩ là một cái chiến lược rất là tốt. Dù là rõ ràng là để làm cái việc đấy thì nhà nước phải hy sinh rất là nhiều, cũng như là mọi người dân cũng phải hy sinh rất là nhiều để mà làm được cái điều đó. Xin cảm ơn chị cùng anh nhiều ạ. Câu hỏi tiếp theo cũng được dành cho chị đấy ạ, tức là cái tình hình mà phải Việt Nam hiện nay phải cách ly hàng ngàn người, như chị nói là từ khắp nơi về, hoặc là như chủ tịch của Hà Nội đã có nói là từ 172 nơi lãnh thổ, thì hiện nay đã được tới mức quá tải chưa? Trước đây Việt Nam đang thực tìm hiểu thì có chính sách là cách ly những người về nước 7 ngày, sau đó tăng lên là 14 ngày, được là 28 ngày. Như vậy thì có hàng ngày càng lên áp lực cho cái chiến dịch vào cách ly của Việt Nam không ạ? Thực ra thì đúng là áp lực, bởi vì cái số lượng tăng lên rất là nhiều. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng thấy là mình được cập nhật hàng ngày, đấy là cái việc mà nhà nước đã có, tức là chính phủ đã có cái sự gọi là chuẩn bị, có cái giống như là sau cái phần đầu tiên mà chị có nói đến cái việc tăng số lượng này, thì những cái con số mà tăng lên đấy là bây giờ người đã bắt đầu có cái dự đoán được và để có cái chuẩn bị tốt. Thì và ở Việt Nam cũng thấy đã có một cái điểm mạnh, đấy là cái sự huy động các cái nguồn lực, do đây là động lực quân đội chẳng hạn. Bây giờ hầu như cái địa điểm mà tiếp nhận thì cái người cách ly thì cái lực lượng quân đội tham gia và rất là nhiều để mà dành cái chỗ cho người cách ly, và cho đến bây giờ các thông tin tôi biết được vậy thì là chưa thể quá tải, và Việt Nam vẫn đang chuẩn bị cho hàng chục nghìn cái chỗ cách ly đang sẵn sàng để chờ có thể đón được cái người cách ly vào. Vâng, cảm ơn chị Tú Anh. Như vậy theo chị là hôm nay cũng vừa nói chuyện với đồng nghiệp là thực ra là mình cũng như là đang ngồi trên cái quả bóng đang rất là phập phồng, bởi vì là thấy là tất cả mọi người đang căng lên ra, nhà nước đang căng qua tất cả mọi người ra, và chúng tôi cũng đặt câu hỏi là không biết có thể căng ra được như thế này đến lúc nào. Thế cho nên là cũng phải nói là tất cả đều phải là cố lên, và tất cả phải chung tay vào.